Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại Thiên Tường. Ngày hôm nay thì Thiên Tường sẽ gửi đến một tác phẩm có tựa đề Lòng Lan Dạ Quỷ. Sau đây xin mời quý khán thính giả cùng nghe truyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Trời gần tối, tại một ngôi nhà đơn sơ ở trong làng, người phụ nữ độ gần 30 tuổi đang loay hoay nấu ăn ở trong bếp, tay đưa lên xoa bụng, miệng mỉm cười hạnh phúc vì vừa mới có tin vui. Người phụ nữ tên Luyến, với gương mặt xinh đẹp, da dẻ mịn màng trắng trẻo, dù điều kiện gia đình không mấy khá giả sung sướng, cũng chẳng chăm sóc gì. Ngày trước, thanh niên trong làng ối người phải mơ ước để lấy được cô làm vợ. Thế mà đen đuổi cho đám ấy, Luyến lại phải lòng chuông. Một người cao hơn cô 2 tuổi, cũng là người cùng làng. Anh này cũng không mấy khá giả gì, mà chỉ được cái khiến cô cảm động vì tin tưởng tình cảm mà anh dành cho mình là thật. Quả đúng như vậy, Chuân từ khi quen Luyến, hết lòng yêu thương cô. Thường đến mức kể từ khi lấy về thì nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chẳng để cho Luyến phải làm công việc gì quá nặng nhọc. Luyến thì cũng muốn phụ giúp chồng lắm, cho nên anh cũng đồng ý cho vợ ở nhà trồng mớ rau, thường ngày đem ra chợ bán. Hai người cứ thế vui vẻ hạnh phúc sống với nhau từ ấy đến giờ, chẳng khi nào người ta thấy hai vợ chồng xích mích gì cả. Cuộc sống còn khó khăn túng thiếu, vì Chuân phải làm việc hết năng suất ở ngoài đường thì mới đủ cho hai vợ chồng chi tiêu lặt vặt, cũng như là ăn uống. Nhưng hai vợ chồng mong con lắm, thế mà mãi tới giờ vẫn chưa đón được con đầu lòng. Cố gắng mãi, Chuân và Luyến cũng không đón được tin vui, nhưng vẫn tin tưởng đồng hành cùng nhau, chẳng than thở tiếng nào. Và cho tới ngày hôm nay, khi Luyến từ suốt mấy hôm đã thấy trong người có sự thay đổi. Cô qua tìm thầy thuốc để thăm khám và biết được rằng mình đã mang thai. Vui mừng lắm, nhưng Luyến chưa định nói cho chồng biết, vì ngày mai là kỷ niệm 5 năm hai vợ chồng về chung một nhà. Ngày hạnh phúc ấy hai người chẳng bao giờ quên, và năm nào cũng làm một bữa tiệc nhỏ để hai vợ chồng hạnh phúc ăn uống cùng nhau. Năm nay cũng vậy, và đó là ngày mai. Tuy nhiên ngày kỷ niệm năm nay chắc chắn sẽ vui hơn rất nhiều, vì Luyến đã có tin vui dành cho chồng. Vậy là với biết bao nỗ lực, hai người đã có thể có được đứa con mà mình hằng ao ước. Luyến đang nấu ăn thì trên nhà có tiếng chân đi lại. Biết ngay đó là chồng của mình, cô liền cất tiếng. Chồng về rồi đó hả? Từ trên nhà vọng xuống tiếng trả lời. Ừ, anh về rồi, em đang nấu ăn hả? Em nấu sắp xong rồi, anh mau tắm rửa thay đồ đi, rồi vợ chồng mình cùng ăn. À, rồi, để anh đi tắm. Không vội đi, Chuân tiến sát lại, kéo vợ hôn vào má của cô một cái, làm Luyến nhăn mặt mắng yêu. Khiếp, làm cái gì đấy? Người ta nhìn thấy lại cười cho bây giờ, mau đi tắm đi. Chuân lại hôn vợ thêm cái nữa, rồi cười xuề. Ở đây thì có ai mà em sợ? Hay là chen hôi hám, không muốn hôn? Luyến gạt đi, giọng ngọt ngào. Sao? Không, em chẳng chê anh bao giờ. Em mà chơi thì đã không lấy anh rồi. Thôi, mau đi tắm đi, người anh hôi rình ra rồi đó. Chuân quay lưng đi, không quên bỏ lại một câu. Đấy, thế mà bảo không chê, còn nói anh hôi đó còn gì. Thôi đi tắm nhanh đi. Không khí trong căn nhà đơn sơ mộc mạc nhưng lại rất ấm cúng, vẫn được hai vợ chồng duy trì như vậy. Tưởng chừng mai đây khi Luyến báo tin vui thì không khí đó sẽ càng trở nên thấm đượm nồng nàn hơn. Đáng tiếc, cuộc sống luôn biết trêu người, chẳng ai có thể lường trước được điều gì. Tối hôm ấy khi đang ăn uống với nhau, Chuân bảo vợ.
À, anh nhớ ra ngày mai có đám thằng Chiến Hụi từ trên ấy về đây thăm anh. Là mấy người mà ngày xưa làm gỗ với anh ở trên tỉnh đó. Nhanh thật, mới đó đã ngát 5 năm rồi. Kể từ khi anh về đây cưới em, mấy hôm trước anh có gặp lại nó. Nó bảo là mai sẽ dẫn thêm mấy anh em nữa qua nhà mình chơi. Giờ mới nhớ cho nên không có báo sớm em được. Luyến cũng nhớ ra vì hôm ấy Chuẩn đi lên tỉnh có việc. Vậy cũng có nói với cô. Nhưng cô cũng đã quên khoáng đi mất. Nghĩ đến chuyện bạn chồng lại chơi đúng cái hôm kỷ niệm của hai vợ chồng, Luyến có chút buồn. Ờ, em cũng quên mất. Thế mai mấy giờ các anh ấy đến để em biết đường. Chuẩn suy nghĩ rồi đáp. Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà phải là trưa hay là chiều gì đó. Vợ chồng mình mai đi chợ mua ít đồ nấu rồi chờ tụi nó đến là được. Luyến gật đầu, đoạn lại nói giọng hơi buồn để thăm dò chồng có nhớ mai là ngày gì không. Thế ngày mai... Ngày mai... Cô đang ngập ngừng thì Chuân đã cắt ngang. Mai lại đúng là kỷ niệm của vợ chồng mình. Anh cũng biết, nhưng mà thằng Chiến nó bảo là chỉ sắp xếp được có ngày đó thôi, nên cũng chẳng biết làm sao. Nghe nó bảo xong á, còn phải đi làm ở xa, cho nên anh cũng gật đầu. Nhưng mà em yên tâm đi, tụi nó chỉ đến chơi ăn uống xong là về. Tối vợ chồng mình lại ăn mừng với nhau nha. Luyến nghe vậy thì mừng lắm. Thì ra Chuân vẫn không hề quên ngày kỷ niệm của hai vợ chồng mà đã có sự sắp xếp. Giọng cô giãn ra. Em hiểu mà. Không có sao đâu. Dù gì thì mọi người cũng mấy năm rồi mới gặp lại nhau. Em không có trách hay là buồn đâu. Để sớm mai em chạy ra chợ mua đồ về nấu để anh chiêu đãi bạn. Chuân gật đầu nói. Mai em cứ mua nhiều một tí. Mấy anh em cũng lâu rồi mới gặp. Ngày còn ở trên đó, mấy đứa nó giúp anh nhiều lắm. Cho nên á, mình phải đầy đủ. Không thì sao nhìn mặt mấy đứa em được nữa. Cho nên em cứ mua nhiều một chút nha. Anh đi làm bù lại là được. Luyến gật đầu ngay, vì cô cũng hiểu tính chồng. Bình thường chẳng dám tiêu pha, chỉ mua những đồ dùng cho gia đình hay thứ gì tốt cho sức khỏe của hai vợ chồng thì mới không tiếc tiền mà thôi. Chứ anh chẳng phải hạng người tiêu xài phung phí. Hai vợ chồng lại ăn uống cùng nhau. Luyến mấy lần không nhịn được, muốn nói toẹt ra chuyện mình đã có thai cho chồng vui. May mà vẫn kìm lại được. Ngày hôm sau như đã hứa, Chiến Hụi và mấy người bạn khác của Chuân đã đến nơi. Vừa vào đến cổng, cả đám đã tay bắt mặt mừng. Ôi bạn của tôi, lâu lắm rồi mới gặp, dạo này thế nào? Chuân liền trả lời. Thì cũng như trước, có cái gì khá hơn là mấy đâu. Còn bạn sao rồi? Nay nhìn có vẻ tươi tốt hả? Ừ thì tao cũng thế thôi chứ còn gì. Chỉ được cái này cũng không phải hết bụi gỗ cả ngày nữa. Chuân ngạc nhiên xong, mời đám bạn vào nhà. Nhà hơi chật, nhưng cả đám vẫn vui vì đã quá lâu mới tụ họp cùng nhau. Chuân nói. Chúng mày đứa nào mệt thì ra sao rửa mặt một cái đi, còn không cứ ngồi đây chờ một chút. Nhà tao nấu xong là anh em mình chén. Hôm nay phải chờ tới bến đó. Cả bọn liền lắc đầu nói. Không, để anh em tao phụ cho. Ai đợi tới nơi lại ngồi cục vậy, chán lắm. Cứ phải tự tay làm cho nó nhanh, ăn uống tí nó mới ngon. Thấy bạn nói vậy, Chuân cũng không cản được nữa. Thế là cả đám kéo nhau xuống bếp để làm mồi nhậu. Luyến đang ngồi lặt rau ở dưới đó, nhìn thấy bạn Chuân, cô mau chóng chào hỏi. Dạ em chào mấy anh mới tới à? Mệt thì ra ngoài rửa mặt một cái cho nó tỉnh. Cả đám trầm trồ ngạc nhiên. Đoạn Chuân vội giới thiệu. Đây là Luyến vợ tao đó. Năm ấy tao bỏ việc trên đó về đây cũng là vì cô ấy đấy. Tiếc là đợt đó tụi mày lại có việc bận, không có tới dự đám cưới được. Chiến Hụi gật đầu, giọng kinh ngạc. À, bảo sao tự nhiên đang yên đang lành lại đòi bỏ về. Quá ra là thế này. Đoạn Chiến quay sang nhìn Luyến, nói. Trời đất, em xin như thế. Bảo sao thằng bạn anh nó nặng nặc nó xin nghỉ.
ai khuyên ở lại cũng không nghe. Nếu mà nó còn làm tới giờ, có khi làm chủ của tụi anh luôn rồi đấy chứ. Luyến gật đầu, mặt có chút xấu hổ. Tuy nhiên cô chỉ coi đó là một lời khen lịch sự của Chiến. Cô không nghĩ nhiều. Chuân cũng vậy. Anh ta cũng chỉ nghĩ đó là một lời khen bình thường mà thôi. Nhưng Chiến Hụi thì lại khác. Sau câu nói vui đùa của mình, gã lại nhìn Luyến, rồi ngó sang nhìn mấy thằng còn lại bằng ánh mắt có phần ẩn ý, miệng hơi nhếch lên. Xong gã đi ra ngoài để rửa mặt. Ra ngoài giếng, Chiến múc nước đổ vào cái thau nhỏ cho thật đầy, rồi úp mặt vào trong. Chẳng ai còn biết biểu lộ gương mặt của hắn ở trong thau nước là gì. Dưới mặt nước trong suốt, Chiến lộ ra một nét mặt cực kỳ dị hợm. Mắt mở trừng trừng, dặn lên những tia đỏ rực, chứ không nhắm lại khi phải gặp nước giống như những người bình thường. Nhìn nét mặt của Chiến trong mặt nước lúc này, hắn dường như đang là một kẻ điên. Một kẻ điên thực sự. Hành động này của gã giống như đã được làm rất nhiều lần, cho nên đã quen. Chiến chìm mình trong mặt nước mãi mà vẫn chưa cảm thấy khó thở, chỉ để lộ ra một gương mặt đầy biến thái. Hành động này không phải chỉ là bộc phát. Hắn đang suy tính một điều gì đó ở trong đầu. Nghĩ tới đâu là miệng của Chiến lại càng nhếch rộng ra tới đó. Có vẻ hắn đang rất thèm khát. Nhưng những gì thốt ra từ trong miệng của hắn lại không giống như đang thèm khát cái nhan sắc của Luyến sau khi nhìn thấy cô, mà là một điều khác kinh khủng hơn. Trong thau nước, Chiến Hội vẫn ấp mặt trong đó, không phát ra một hơi thở. Trong đầu hắn thầm nghĩ. Tiền, có tiền rồi. Tiền là đây chứ đâu. Vừa nói xong, bên tai hắn nghe được tiếng bước chân đang hướng về phía mình. Ngay sau đó, một giọng nói vang tới. Thằng quỷ này, mày làm cái trò gì đó hả? Đó là giọng của Chuân. Thì ra Chuân cũng biết Chiến đã thích làm trò này từ lâu. Ngay từ lần đầu gặp nhau, Chuân đã thấy bạn mình hay làm như thế này mỗi lần rửa mặt. Hỏi thì Chiến Hội nói đó là thói quen từ nhỏ, không bỏ được. Chiến nhấc khuôn mặt của mình ra khỏi mặt nước, lấy tay vuốt cho nước bay đi. Gương mặt trở lại nét hiền hòa bình thường. Mọi sự biến thái ban nãy mất sạch, không còn biểu hiện gì cả. Gã đáp ngay. tao bỏ gì thì bỏ, chứ cái trò này là không có bỏ được. Nó ngấm vào trong người rồi. Rửa mặt như vậy nó mới đã, phải không? Chuân lắc đầu cười nói. Thôi thôi tao xin. Có mày mới thích làm cái trò đó thôi, chứ tao thì tao chịu. Tao ngậm một chút thôi là đã chịu không được rồi. Hai thằng nói cười một lúc. Chiến khoác nước rửa mặt thêm một cái nữa, rồi đi vào nhà. Sau một lúc thì mồi nhậu đã chuẩn bị xong. Cả đám liền ngồi tụ lại với nhau để uống rượu. Đám bạn năm người chán chú chán anh, mãi tới tận 3 giờ chiều, thì Chiến cất tiếng hỏi. Ê mày, ở đây có quán nước nào không? Anh em mình ra đó nói chuyện. Quán nào yên ắng ít người chút. Để vợ mày nhà nghỉ ngơi đi, chứ tụi mình ồn quá. Chuân thấy hơi lạ, vì thằng này lại muốn tìm một cái quán nước mà lại phải yên ắng. Tuy nhiên nghĩ thằng này chắc đang say, không muốn người ta bàn tán. Phần là từ trước giờ nó cũng không thích chỗ đông người. Chuân suy nghĩ rồi nói. Thì cũng có đó. Với ở đây thì giờ này người ta đi làm hết cả rồi. Chẳng mấy ai đi uống nước nhớ trên tỉnh đâu. Thôi để tao dẫn tụi mày ra đó uống nước một chút cho tỉnh táo rồi về. Chiến và mấy thằng còn lại đồng ý ngay. Đoạn Chuân vào phòng dặn vợ một câu rồi mới dẫn tụi bạn rời đi. Ra đến quán nước đoạn cuối làng, Chuân và đám bạn tìm một chỗ sâu trong quán, ít ai để ý, rồi mới ngồi xuống. Chiến nhìn xung quanh quán. Tuy quán khá nhỏ, nhưng ở đây thế này cũng được coi là rộng rãi. Và nó đúng thật là giống như Chuân nói. Lúc này chẳng hề có ai. Có khi cả đám chính là nhóm khách duy nhất vào lúc này. Năm thằng mau chóng gọi nước
rồi ngồi nói chuyện với nhau. Tưởng chừng như cuộc nói chuyện sẽ hết sức bình thường của đám bạn lâu năm mới gặp. Ấy vậy mà không. Chiến Hội ngồi đối diện với Chuân và thằng còn lại ở phía bên kia. Gã đột nhiên nhìn anh bằng ánh mắt ẩn sâu như chờ đợi gì mà khẽ hỏi một câu. Này Chuân, tao hỏi mày một câu nha. Nhận ra giọng của bạn đã giảm đi rất nhiều, có vẻ chỉ muốn đúng năm thằng có thể nghe thấy và sợ người khác tò mò. Chuân bỗng thấy không khí hơi ngột ngạt. Dù chưa biết Chiến đang định nói cái gì, giọng của anh hơi run. Mày muốn hỏi gì mày hỏi đi. Quen nhau đã lâu, Chuân không hiểu vì sao hiện tại chỉ một câu hỏi như thế đến từ Chiến lại làm cho anh cảm thấy khó thở. Một sự ngột ngạt và cả gương mặt ẩn sâu như đang thăm dò mình. Không biết trong 5 năm qua, Chiến hiện tại đang làm gì và đã trở thành người như thế nào. Nhưng thái độ hiện tại khác hoàn toàn những gì Chuân đã biết về Chiến trước đây. Gần như hắn đã biến thành một con người khác chỉ trong tích tắc ngắn ngủi. Chiến Hội nhìn Chuân ánh mắt đầy thăm dò. Nét mặt hiền diệu thường ngày biến mất. Thay vào đó là một tia thèm thuồng và đầy biến thái. Hắn hỏi Chuân, tiếng nói rất khẽ nhưng đủ khiến anh ta rùng mình. Mày có yêu vợ mày không? Chuân bất giác lạnh sống lưng khi nghe câu hỏi đó. Nếu là bình thường, có kẻ nào đột nhiên hỏi anh như vậy, một là Chuân sẽ đáp ngay tất nhiên là mình rất yêu vợ rồi, hai là sẽ tỏ ra bực tức và cả giận dữ nếu như kẻ đó có ý đồ xấu với vợ của mình. Nhưng thời điểm hiện tại thì không. Chuân nghe xong câu hỏi, ngồi im tại chỗ, gương mặt thất thần lộ ra vẻ kinh ngạc vì câu hỏi bằng chất giọng đầy đáng sợ của bạn. Anh chẳng thể phản ứng lại, không phải là vì những lý do đã nêu trên, cũng không phải vì Chiến là bạn của mình không muốn làm quá, mà là vì một nỗi đáng sợ ẩn sâu trong câu hỏi vừa rồi. Ngẩn người ra một lúc, anh ta cất giọng ngắt quãng. Mày hỏi cái gì vậy? Tao tất nhiên là thương vợ rồi. À, ra là như vậy. Chiến Hội trả lời bằng giọng hết sức vô tư. Ánh mắt của hắn nhìn Chuân vẫn cực kỳ đáng sợ và biến thái. Đoạn nói, thế mà tao lại nghĩ mày chẳng thương vợ mình tí nào. Không, tao thương vợ tao lắm. Tao còn bỏ cả việc trên tỉnh để về chăm sóc cho cô ấy. Mà sao mày lại nói như vậy? Chuân cố gắng mỉm cười, xua tan sự ngột ngạt mà bản thân đang cảm thấy. Anh cố gắng nghĩ đó là do bản thân mình tự suy diễn mà thôi. Đối diện, Chiến vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, đầu xoay sang một bên, mắt liếc nhìn về phía Chuân. Nghe bạn nói, hắn cũng chỉ nhếch môi cười nhạt. Vì thực sự, Chiến cũng biết cách đây phải 7 năm, Chuân và Luyến vô tình gặp nhau ở trên tỉnh và đem lòng yêu thương nhau. Sau đó 2 năm, Chuân xin nghỉ việc để về nhà lấy vợ, rồi ở lại luôn không lên đó làm nữa. Cười xong, Chiến tiếp tục nói. Vậy để xem mày có thương vợ giống như mày đã nói hay không nha. Chuân nghe vậy chưa hiểu ý của bạn là gì, miệng ậm ừ không nói thành câu. Bên kia, Chiến đã quay sang cầm cái túi của mình rồi móc ra một xấp tiền, toàn là tiền mệnh giá lớn. Đặt xấp tiền lên bàn, Chiến Hội ngồi đó nhìn Chuân đắc ý. Chuân thiệp vẫn ngẩn người, chưa hiểu được bạn mình đang muốn nói cái gì, nên run rẩy hỏi. Tiền này là sao? Mày định làm gì? Đừng có nói là... Chiến không vội trả lời, để cho Chuân tự biên tự diễn. Mày định cho tao hả? Nếu là như vậy thì tao không nhận đâu. Tao biết mày có ý tốt giúp đỡ vợ chồng tao, nhưng mà tao ngại lắm. Mày biết tính tao mà. Tao không thích nhận hay làm dây của ai cả. Cảm ơn mày. Chiến nghe xong mỉm cười.
Hắn không ngồi im tựa lưng vào ghế nữa, mà đẩy người lại phía trước, rồi nhìn Chuân bằng cặp mắt rạo rực, giọng mong đợi. Không, tiền này không phải dành cho mày, mà là tao muốn mua một thứ của mày. Ánh mắt của Chiến lúc này cực kỳ đáng sợ làm sao. Chuân không dám nhìn thẳng vào nó nữa, mà hướng sang một bên khác. Chuân thấy ngay cả hai thằng ngồi bên cạnh, nó cũng đang nhìn mình bằng cặp mắt đầy ẩn ý. Chuân liền hỏi, mày muốn mua thứ gì? Nhà tao cũng đâu có cái gì đáng giá. Chiến Hụi bất ngờ đặt ngón tay lên miệng, ra dấu im lặng rồi nói, có đây, thậm chí nó còn có giá cao hơn thế này nữa. Đây mới chỉ là một phần thôi. Nghe bạn mình nói như vậy, Chuân thực sự không nghĩ trong nhà mình có thứ gì đáng giá cao tới mức đó. Chẳng lẽ Chiến đang muốn đùa mình sao? Nhưng Chiến đâu phải là người thích đem tiền bạc ra đùa giỡn. Không để bạn mình thắc mắc lâu, Chiến ghé sát lại gần Chuân hơn rồi nói, đó là vợ của mày. Câu nói khiến cho Chuân giật mình, sống lưng lạnh toát, người hơi rung lên. Nhưng thái độ của anh mau chóng thay đổi, nhìn bạn rồi nói, mày nói cái gì vậy? Đừng có đùa như thế, tao không có vui đâu. Lúc này giọng của Chuân đã trở nên bực tức, vì anh thực sự thấy không vui khi đám này lại mang nó ra làm trò đùa. Chuân toàn đứng dậy bỏ về thì bị thằng bên cạnh kéo tay ngồi ngược trở lại. Chiến cất giọng ồm ồm đầy đáng sợ của mình, khẽ nói, mày đi đâu mà vội thế? Một buổi chiều cứ thế trôi đi. Lúc này đã là vào khoảng 9 đến 10 giờ tối. Trong căn nhà đơn sơ mộc mạc lúc này tối tăm, chỉ leo lắc ánh đèn dầu, không khí ảm đạm. Cửa nhà vẫn được mở, nhưng bên trong không có bóng người nào cả. Trong nhà tại một góc khuất, Luyến đang ngồi ở đó chờ đợi. Mặt đượm buồn, có lúc rơi cả nước mắt. Hôm nay là kỷ niệm của hai vợ chồng. Luyến từ lúc chiều nghỉ ngơi một lúc đã dậy nấu nướng đợi chồng về. Thế nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu, cho tới tận bây giờ. Có lúc không chờ được, cô đã ra khỏi nhà để đi tìm. Cô chạy qua quán nước của bà Tư vì lúc chiều Chuân đã dặn là qua bên đó uống nước một chút. Tuy nhiên tới nơi thì chẳng thấy chồng và mấy anh bạn kia đâu. Hỏi thì bà Tư chỉ nói, Hình như mấy đứa nó uống nước xong thì rời đi từ lúc chiều rồi, không có ở đây nữa đâu, chắc lại kéo nhau đi nhậu chứ gì. Thế là Luyến lại chạy khắp nơi để tìm mà vẫn không thấy đâu. Bất lực, cô đành trở về nhà ngồi chờ chồng về, vì chẳng có cách nào để tìm thấy Chuân. Cô lo lắng nhưng vẫn nghĩ Chuân không xảy ra chuyện gì đâu, vì anh ta là người rất biết chừng mực. Chỉ là lâu lâu gặp bạn vui quá nên kéo nhau đi chơi cho đã rồi mới về. Không lo, nhưng cô lại thấy buồn. Buồn vì Chuân đã hứa như thế mà cuối cùng tới giờ lại chẳng thấy đâu. Có lẽ anh ta đã hoàn toàn quên mất vợ mình ở nhà. Luyến cướp dậy đưa tay xoa bụng, nước mắt chảy thành dòng. Lâu lâu lại nhìn ra ngoài cổng để xem Chuân đã về hay chưa. Dưới tấm chiếu, thức ăn được cô chuẩn bị đã nguội ngắt từ bao giờ. Ngày mà cô tưởng chừng là hạnh phúc nhất của hai vợ chồng, giờ đây lạnh ngắt và pha cả màu nước mắt. Trên má, lệ vẫn chảy thành dòng. Tuy nhiên Luyến không dám khóc ra thành tiếng vì sợ Chuân về sẽ nghe thấy rồi hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Chỉ chừng ấy thôi, Luyến đã buồn biết nhường nào. Thế nhưng đây cũng chỉ là điểm bắt đầu cho một nỗi bất hạnh, một sự thật khủng khiếp và cả một tội ác vô nhân tính. Đó là lúc Luyến nghe bên ngoài có tiếng chân chạy vội vã vào trong nhà.
nghĩ là chồng về. Cô lau vội dòng nước mắt rồi chạy ra xem. Ra tới nơi còn chưa kịp mừng thì đã thấy người chạy vào là một người khác chứ chẳng phải là Chuân. Cô ngạch mặt ra hỏi khi nhận ra người đó. Anh Chiến, sao anh lại ở đây? Chồng em đâu rồi? Chiến dừng lại, cúi người thở hồng hộc. Gã chạy đến muốn đứt cả hơi, thở mãi mới lấy lại sức rồi chỉ tay về sau lưng, đoạn nói: Thằng Chân nó ngã xuống sông chết rồi. Em mau ra đó đi. Luyến như chết lặng, suýt thì ngất đi sau lời của Chiến. Hắn thều thào giải thích: Lúc chiều bọn anh định về rồi, nhưng mà vui quá cho nên anh quyết định ra đó để nhậu tiếp. Rồi thằng Chân nó chạy ra bờ sông để đi tiểu, say quá cho nên hình như là nó sảy chân ngã xuống nước rồi. Bọn anh thì sai quá cho nên mãi mới nhận ra thì muộn mất rồi. Luyến nghe xong từng câu từng chữ không kìm được nữa, nước mắt túa ra, giọng tắc nghẹn ở cổ: Anh ơi, anh làm sao thế này? Anh ơi. Trấn tĩnh lại một chút, Luyến mới có thể theo chân anh ta chạy ra hướng bờ sông. Cũng chẳng hề bận tâm đến điều gì khác lạ. Cô chỉ suy nghĩ về chồng của mình đang nằm ở ngoài đó. Ra đến nơi, còn cách đó một đoạn, Luyến đã thấy mấy bóng người đang tụ lại mà gọi. Chân ơi, Chân, tỉnh lại đi, đừng có làm cho bọn tao sợ. Đó là giọng của đám bạn Chân. Cả đám như đang dây lại xung quanh thi thể của Chân đã được vớt lên. Khỏi phải nói, Luyến như chết đi sống lại, miệng la lớn. Cô chạy tới: Anh ơi, anh làm sao thế này? Tỉnh lại đi anh, đừng có làm em sợ. Chưa chạy đến nơi, nhưng cô đã khóc ré lên, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, vì thấy trước mặt đúng là đám bạn của Chuân, và nghe thấy cả tiếng gọi tên kia nữa. Đến nơi, cô cất tiếng: Mấy anh em ơi, cho em qua với. Đám bạn của Chuân nghe giọng cô liền tránh sang một bên. Đứng ập tới, giọng vẫn đầy nghẹn ngào: Anh Chuân ơi, anh Chuân, anh Chuân. Còn chưa kịp dứt câu, Luyến đã thấy có gì đó không đúng. Vì khi đám bạn tản ra hai bên, ở dưới đất hoàn toàn không có ai hết, chỉ là một khoảng đất trống bị ngấm nước mà thôi. Cô ấp úng kinh ngạc, không hiểu chuyện gì, hỏi: Chuyện này là... Hỏi tới đó, cô nhìn sang hai bên. Lúc này ánh mắt của đám bạn chồng mình đã thay đổi, những cặp mắt vô cùng biến thái và độc ác. Chúng nhìn Luyến nhoẻn miệng cười, khiến cô sợ hãi, tắc cứng cổ họng, không ú ớ được gì. Sau lưng có tiếng bước chân tiến sát lại. Một nỗi sợ hãi lập tức ập tới. Luyến có vẻ đã hiểu ra mình đang rơi vào trong tình cảnh nào. Gần nửa đêm, tại gần con sông vắng vẻ, một người con gái diện mạo xinh đẹp đang ở cùng bốn thằng thanh niên. Luyến hiểu ngay ra chúng đang muốn làm gì mình. Luyến lùi lại, đôi bàn chân rung lên bần bật, mắt dán vào người đàn ông có vẻ ngoài kinh khủng nhất. Đó là Chiến Hụi. Hắn lù lù bước về phía cô bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ và bộ dáng loạn choạng siêu dẻo. Luyến run rẩy, vừa lùi vừa hỏi: Mấy người muốn làm gì? Anh Chuân đâu? Anh Chuân đâu rồi? Mấy người đã làm gì anh? Chiến nghe câu hỏi của cô thì dừng chân, ánh mắt lạnh lùng. Hắn cười cợt nhã: Mày đang hỏi thằng chồng mày hả? Yên tâm đi, tao chưa có làm gì nó cả. Mày nghĩ nhiều rồi đó. Anh ấy đâu? Anh ấy đâu? Mấy người định làm gì tôi? Mau cút đi, tôi la lên đó. Mày cứ la đi, la to lên. Chỉ cần mày la lên một tiếng, thằng chồng của mày sẽ chết ngay lập tức.
Không, không, tha cho anh ấy đi, tha cho anh ấy đi mà. Vậy thì mày phải ngoan, thì thằng chồng mày mới sống được. Luyến lùi lại từng bước, không dám hét nữa, vì cô sợ nếu mình la lên, Chuân sẽ xảy ra chuyện. Cô nói, mấy người tha cho chúng tôi đi. Chiến cười lạnh, đoạn ra hiệu cho đám bạn. Chúng liền đứng phắt dậy, ập tới, chụp lấy hai tay cô dặn ngược ra sau, làm cho Luyến không kịp phản ứng. Cả cơ thể bị giữ chặt, không thể bỏ chạy hay làm gì được nữa. Trước mặt, Chiến đã lù lù bước tới, để lộ ra nét mặt kinh khiếp. Ánh mắt từng thớ cơ hiện ra trên gương mặt của Chiến, khiến cho Luyến sợ hãi. Chiến Hội nhếch mép cười, đoạn cầm trên tay thứ gì đó, đưa lên úp vào miệng và mũi của cô. Đó là một cái khăn. Cái khăn hình như đã bị tẩm thuốc mê, làm cô mau chóng liệm đi, ánh mắt dần khép lại, thần trí trở nên mù mờ. Trước khi Luyến ngất đi, Chiến Hội áp sát miệng của mình vào tai cô, nói bằng chất giọng lạnh lùng. Mày nghĩ bọn tao sẽ làm tình với mày sao? Không phải đâu. Mày đoán sai rồi. Câu nói vô cùng lạnh lẽo và đầy ẩn ý. Thế nhưng đó không phải là thứ khiến cho Luyến rùng mình trong một tia tỉnh táo còn lại. Trước khi ngất đi, cô đã nhìn thấy từ trong ánh mắt một hình ảnh. Một hình ảnh mà cô có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được. Một thằng thấy Luyến đã ngất liệm, nó liếm môi, nói: Chà, công nhận con nhỏ này ngon thật, ước gì. Chiến Hội cắt ngang: Dẹp mẹ cái suy nghĩ đó đi, đây là hàng đó, mày muốn chết thì cứ... Nói tới đây, Chiến điếc mắt nhìn qua một bên, rồi nhoẻn miệng cười, xong ra hiệu cho cả đám bế theo Luyến rời đi. Đám người đã bỏ đi khỏi khúc sông của làng, trả lại không gian vắng lặng như tờ, bóng tối mờ mịt, chẳng hề có một ai ở đó nữa. Một lúc sau, cũng tại bờ sông ấy, tiếng mấy người nhốn nháo. Lạ nhỉ, rõ ràng vừa rồi á, nghe thấy tiếng khóc ai đó gọi chồng ở đây mà, giờ lại chả thấy đâu. Tôi cũng nghe thấy rõ ràng đó. Mà không lẽ lại có ai ngã xuống sông rồi sao? Mọi người thắc mắc nhìn nhau. Đám người là người sống cùng làng của vợ chồng Chuân. Ban nãy họ nghe tiếng khóc ở ngoài này nên kéo nhau ra xem. Vì ngôi làng sống bên cạnh con sông, cho nên lâu lâu vẫn có người sảy chân rồi chết đuối. Chính vì vậy, nghe tiếng khóc ở ngoài này, họ lập tức kéo ra xem có giúp đỡ được gì hay không. Tuy nhiên khi tới đây lại chẳng thấy ai. Tìm kiếm thêm một hồi chẳng có chuyện gì, dân làng ra về để nghỉ ngơi. Mấy ngày sau, ở một nơi nào đó, trong căn phòng tối không có lấy một chút ánh sáng, bên trong phát ra những tiếng ục ặc của con người. Hình như người này đã bị bịt miệng nên không nói được. Đứng bên ngoài, một tên có gương mặt bặm trợn nghe tiếng ú ớ trong phòng thì mở cửa ra. Hắn bật đèn để lộ ra cơ thể của một người con gái, mình mẩy bẩn thỉu nhem nhuốc, tóc tai bù xù, quần áo bị xé rách tơi tả. Đó không ai khác, chính là Luyến, vợ của Chuân. Thực ra cô đã tỉnh dậy mấy lần, nhưng rồi lại ngất liệm đi sau khi bị hành hạ, cho nên thành ra bộ dạng như thế này. Gã đàn ông bước vào định nói gì đó, nhưng có thêm một người khác đi theo, kèm giọng nói: Nó tỉnh rồi hả? Vâng thưa đại ca, chắc chỉ vừa tỉnh lại thôi. Gã kia gật đầu, đoạn ra hiệu cho đàn em ra ngoài đóng cửa lại. Kẻ này không ai khác, chính là Chiến Hội, người đã đưa Luyến tới đây và nhốt lại như thế này. Luyến nhìn thấy hắn thì trừng mắt nhìn đầy tức giận, vằn máu hiện rõ ra, miệng ú ớ như đang chửi.
Chiến thép vậy thì tiến sát lại cười nhạt. Mày muốn trách á thì mày trách thằng chồng mày tham lam, đừng có trách tao làm cái gì. Đoạn hắn đưa tay sờ lên gương mặt của cô, xong ngọt nhạt mà nói. Nói thật á, anh cũng muốn lấy em làm vợ lắm đó. Nhưng với anh á, tiền nó quan trọng hơn. Có tiền thì sống mới được. Và em chính là thứ mang tiền đến cho anh. Nhìn em rất là ngon, anh rất là thích. Nhưng dù sao thì anh cũng được thưởng thức em rồi. Giờ chỉ cần ở yên đây chờ đợi đi. Thêm ít hôm nữa em sẽ được qua bên đó. Khi đó sẽ lại có người lấy em làm vợ. Một người chồng tốt hơn, giàu hơn, cho em được nhiều thứ hơn. Có thể phải sướng hơn không? Luyến nghe xong rú lên trong tình trạng miệng vẫn bị bịt kín. Thì ra, suốt mấy hôm nay, Chiến dù không cho đám bạn dạy dò, nhưng bản thân hắn đã liên tục đè cô ra để thực hiện hành vi đồi bại. Vì suy cho cùng, hắn cũng là một gã đàn ông, làm sao cưỡng lại được nhan sắc của cô. Tất nhiên Luyến không đồng ý cho Chiến sờ vào người của mình, nhưng vì sức phụ nữ hạn hẹp, cô đâu có thể cản được. Chiến nói xong, nhìn Luyến bằng cặp mắt đầy đáng sợ. Cặp mắt của một kẻ biến thái, một kẻ vì tiền có thể làm được bất kỳ chuyện gì trên đời. Thấy cô cứ kêu ằn ặc vì bị bịt miệng, Chiến ồ lên một tiếng rồi đưa tay tháo cái miếng vẽ ra. Ngay lập tức Luyến hét lên trong nước mắt. Mau thả tôi ra, thả tôi ra, mấy người làm gì anh ấy rồi, thả cho chúng tôi đi. Chiến vừa nghe cô la hét vừa cười nhạt, ánh mắt lại càng trở nên giống như một kẻ tâm thần cực kỳ kinh dị. Đoạn gã cắt ngang lời Luyến. Cô em đang lo lắng cho chồng hả? Em yêu cái thằng khốn nạn đó làm gì? Yên tâm đi, thằng Chuân nó không có bị làm sao hết á. Trước tiên em phải lo cho mình đi đã. Luyến vẫn không hề biết mình đang ở trong tình trạng như thế nào và ai đã hại mình thê thảm tới mức này. Sau mấy hôm bị hành hạ, đầu óc của cô cũng không còn được minh mẫn. Lúc nhớ lúc quên lý do tại sao mình bị nhốt ở đây, mà chỉ nghĩ được có lẽ Chuân cũng bị đám người này làm hại. Mắt cô ngấn lệ, nói trong sự tức giận. Mấy người mau thả chúng tôi ra đi. Tôi có thể xem như là chưa có chuyện gì. Mấy người mà làm hại anh ấy, tôi sống chết với mấy người đó. Ồ, tới giờ mà em vẫn lo lắng cho thằng khốn nạn đó hả? Anh nể em đó. Nhưng mà sao em không tự nghĩ là tại sao em ở đây? Em đã quên hết chuyện vào đêm hôm đó rồi sao? Anh nhớ không lầm thì lúc đó em đã thấy nó ở đó rồi cơ mà. Hả? Nói xong hắn cười lên một tiếng. Luyến nghe câu đó, đầu óc bắt đầu đau nhói. Cô nhắm tịt mắt. Những hình ảnh đêm hôm xảy ra chuyện bắt đầu hiện ra. Từng đoạn ký ức cứ thế đang xen vào nhau. Luyến phải cố gắng lắm thì mới sắp xếp chúng lại được. Và rồi khi đoạn trí nhớ trở nên trôi chảy, Luyến đã nhớ ra những gì mình đã thấy trước khi ngất đi trên bàn tay của mấy thằng khốn nạn mà Chuân gọi là bạn. Đêm ấy khi chuẩn bị ngất đi, mắt của Luyến vô tình nhìn về phía bụi rậm đoạn gần con sông. Ở đó có một bóng người thanh niên, một người vô cùng quen thuộc đối với cô. Hắn chỉ đứng thấp thó, đôi mắt nhìn về phía đám người đang ra tay làm hại Luyến mà chẳng hề có một hành động gì. Đã nhớ ra được chuyện đó, ánh mắt của Luyến bàng hoàng. Cô trở nên như người mất hồn vì không tin được. Cô chẳng thể ngờ cái người chỉ biết đứng một chỗ nhìn mọi chuyện diễn ra lại chính là Chuân. Luyến làm sao nhầm được, vì cô yêu anh đến giường nào, chỉ cần nhìn lướt qua cũng đã có thể nhận ra đó là chồng của mình.
tại sao anh ta lại mặc nhiên để cho bạn mình làm hại vợ như vậy? Đó là câu hỏi duy nhất. Một câu hỏi mà bản thân Luyến khó có thể tự trả lời được. Chiến hội dường như đã hiểu Luyến vừa nhớ ra, thì cười nhạt mà nói. Em nhớ ra rồi hả? Giờ em đang thắc mắc lắm phải không? Tại sao thằng chồng giấu yêu của mình lại để cho tụi anh bắt đi? Mà cũng dễ đoán thôi. Tiền. Đó là tiền đó. Em tỉnh táo lại đi. Người mà em thương yêu và bảo vệ hết mực đã bán em cho tụi anh đó. Gã cười lên như điên dại, rồi lại nói. Em có biết nó bán em với giá bao nhiêu không? Luyến bất giác lắc đầu. Bây giờ cô đã bàng hoàng khi nhận ra chính tay chồng mình đã đẩy cô vào con đường này. Chiến nói, 50 triệu. 50 triệu đó em à. Chồng em bán em với giá 50 triệu. Chồng của em thật là tuyệt vời. Luyến nghe tới đây nhũng cả người. Dù gì cô vẫn không muốn tin vào sự thật. Một sự thật quá kinh khủng về Chuân, người mà cô hết mực yêu thương. 50 triệu, một con số quá lớn vào thời điểm ấy. Một con số chẳng mấy ai dám tưởng tượng ra được. Con số đủ để lu mờ lý trí của bất kỳ ai. Dù vậy, Luyến vẫn không muốn chấp nhận. Cô chỉ biết mấp máy. Không. Không. Chiến vẫn không dừng lại. Hắn nói, thật ra thì nó cũng yêu em lắm. Lúc anh mới đề nghị cho nó tiền để đổi lấy em, nó còn muốn bỏ về đó. Khi bị bọn anh ngăn lại, nó còn định ăn thua. Thế nhưng mà em biết không, khi mà anh lấy ra một cọc tiền khác đó, dày hơn, gấp đôi hơn cọc tiền đầu tiên, nói thật thì anh vẫn mong nó sẽ lao vào đấm anh. Vậy mà cái thằng mất dạy đó nó lại dừng lại chứ. Nó nhìn vào cọc tiền trên bàn, xong nó nói một câu là, có thật vậy không? Chiến lại cười lên như điên dại, xong nhìn Luyến mà nói. Đấy, thằng chồng em nó bán em rồi. Nó bán con vợ đẹp để mà đổi lấy 50 triệu. Trở thành triệu phú, sống sung sướng một mình. Như vậy nó đâu có thật lòng yêu em. Tiền mới là tất cả. Em thấy không? Một thằng khốn nạn như vậy đâu có đáng để cho em cung phụng yêu thương, phí cả cuộc đời con gái. Thôi, cứ ngoan ngoãn nghe lời anh. Lát nữa sẽ có người tới đưa em đi. Qua bên ấy, em sẽ được làm con dâu nhà đại gia, được chồng yêu thương, có một cuộc sống mới tốt đẹp. Việc gì phải vùi mình trong nghèo khổ như vậy? Cô hét lên một tiếng, làm cho Chiến tức giận. Một tiếng thét để ngăn lại những câu nói khốn nạn của gã đàn ông biến thái. Chiến lập tức một tay đưa lên chụp lấy cổ, tay còn lại mạnh bạo hành hạ thân xác cô. Hắn nhìn cô đau đớn một hồi thì buông ra, rồi nhếch miệng cười. Khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe theo lời tao, nếu không thì cả cái mạng của mày cũng không có còn đâu. Nói xong hắn bỏ đi, để lại một mình Luyến. Lúc này dù không bị bịt miệng nữa, nhưng chẳng la hét thêm gì, bởi quá đau đớn, quá nhục nhã và bàng hoàng trước sự thật khủng khiếp. Chiến hội ra ngoài đóng cửa lại, rồi dặn tên đàn em. Kêu bà ấy đưa nó đi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ khác cho thật đẹp. Nó không phản kháng nữa đâu, nhớ không được làm nó bị thương hay bầm dập. Con ả đó giá cao đó, nó mà bị làm sao mày liệu hồn với tao. Mau lên đi, người ta sắp tới rồi. Tên kia vâng dạ rời đi. Một lúc sau quay lại với một bà già, mặt cũng biến thái không kém. Bà ta bước vào trong, đưa Luyến ra ngoài. Bình thường cô sẽ dùng dãy để thoát ra, nhưng bây giờ thì không, bởi cô quá đau đớn, quá tuyệt vọng, cho nên không còn phản kháng được nữa, chỉ lặng lặng đi theo bà đó.
Tắm rửa xong, Luyến được thay bộ đồ khác. Cô đi ra ngoài với vẻ mặt vô hồn. Mọi sự đang rất bình thường, cho đến khi Luyến đưa tay lên, khẽ sờ vào bụng của mình. Lập tức, một sự sống lóe lên ở trong đầu cô. Cô nhớ ra, mình đang có thai. Một tia hy vọng xuất hiện. Luyến dù đang rất hờn chuân gã chồng máu lạnh của mình, nhưng dù sao trong bụng cũng là một sinh linh nhỏ bé, đứa bé không có tội tình. Ánh mắt vô hồn của cô lập tức trở nên lạnh lùng. Bản thân được tự do, Luyến lập tức nhân cơ hội đám người ở đây không quá đông, đi sau lưng cũng chỉ là một bà già sức yếu. Cô bất ngờ bỏ chạy, lao về phía cửa. Cửa bị bật tung, bà già kia sau một giây thảng thốt. Bà ta la lên: "Bắt nó lại!" Luyến cứ thế cắm đầu chạy. Cô mong tìm được hy vọng thoát khỏi chỗ này. Nhưng thật không may, khi chỉ còn cách lối thoát đúng một cánh cửa nữa, thì một bóng người lù lù bước vào với bộ mặt tức giận. Kẻ đó chính là Chiến. Hắn dùng tay tát vào mặt cô. Chiến Hội lúc này dường như đã quá điên tiết. Hắn giơ luôn cái gậy đặt gần cửa nhà của thằng đàn em, đập vào người của cô. Vừa đập vừa chửi: "Mẹ mày cái con đĩ này, mày tính bỏ chạy sao? Tao mua mày 50 triệu. 50 triệu đó mày có biết không? Vậy mà mày tính bỏ chạy hả?" Sau từng câu chửi là một cây gậy đập mạnh vào cơ thể, làm Luyến tỉnh lại. Mặt cô nhăn nhó, miệng hét lên thảm thiết. Nhưng Chiến không còn quan tâm, hắn nổi điên, cứ thế tiếp tục đánh đập cô. Cho tới khi tiếng kêu của Luyến tắt lịm đi, hơi thở yếu ớt, cơ thể bầm dập. Chiến đánh cô một trận thừa sống thiếu chết thì mới dừng lại. Đoạn lấy lại được thần trí, hắn mới nhận ra mình vừa làm gì nên cho người đưa đi, nhưng đã muộn. Luyến đã tắt thở ngay tại chỗ. Chiến Hội nổi điên dẫm chân vào cái xác của cô thêm mấy cái rồi bực dọc bỏ đi. Mấy hôm sau, tại một ngôi làng khác cách nơi Chuân và Luyến từng sinh sống, một nơi cực kỳ xa lạ, có vẻ chẳng ai còn biết Chuân là ai. Gã vừa đặt chân đến đây liền mua cho mình một ngôi nhà đẹp và khang trang gấp nhiều lần. Khác với mấy hôm trước, khi vừa quyết định bán vợ cho đám bạn, khi ấy hắn vẫn còn buồn rầu, mặt tỏ ra tội lỗi, muốn rút lại quyết định của mình. Nhưng giờ đây chỉ qua một thời gian ngắn, hắn đã hoàn toàn thay đổi. Hắn không còn nghĩ đến việc mình đã làm, mà đang tự mình tận hưởng cuộc sống sung sướng của hiện tại. Sau cái đêm Luyến bị bắt đi, Chuân đã âm thầm trở về nhà thu dọn đồ đạc của mình và của vợ, rồi bỏ đi lúc nào chẳng ai biết. Hắn nghĩ như thế mọi người chỉ nghĩ hai vợ chồng có việc rời đi và có thể không bao giờ trở lại. Ở một vùng đất mới, Chuân mau chóng hỏi mua được cả đất và nhà cho mình. Số tiền còn lại cũng còn rất nhiều, hắn có thể mở cửa hàng buôn bán gì đó cho nó vui, mục đích để không ai chú ý. Càng cẩn thận hơn, sau khi mua nhà và sửa chữa xong, Chuân tổ chức tiệc mời mọi người trong xóm qua để ăn uống làm quen và nhờ cậy nếu như có việc gì. Hôm ấy đang ngồi ăn uống, bỗng một người đàn ông ngồi bên cạnh Chuân quay sang hỏi: "Ủa sao cháu không kêu vợ ra đây ăn uống với mọi người? Thế làm sao mà cứ trốn trong nhà mãi, không ra chào hỏi mọi người vậy? Dù thế là không có được đâu." Chuân bất giác rùng mình khi nghe câu hỏi này. Hắn hơi hoang mang vì không biết tại sao người đàn ông kia lại biết mình có vợ. Chuân suốt mấy hôm đâu có hề đề cập hay cho ai biết về chuyện này. Gã ấp úng: Chú nói vậy là sao?" Chuân dù hơi hoang mang vì câu hỏi vừa rồi, tuy nhiên cố lấy lại điềm tĩnh, không để bị chú ý. Gã lại nghĩ có lẽ người đàn ông thấy mình cũng đã quá lớn tuổi,
lại không thấy ai khác trong nhà, cho nên trêu vậy thôi. Nên tiếp tục nói. Ờ, chú nói vậy là sao? Thì hồi sáng giờ á, chú thấy vợ mày cứ thấp thó trong phòng nhìn ra, rồi để đóng cửa lại, chẳng chịu ra chào hỏi ai cả. Ban đầu chú nghĩ chắc là do vợ mày ngại nên không dám ra. Thế mà đến giờ ăn rồi, vẫn chẳng thấy đâu cả. Thì đúng là lạ, cho nên hỏi vậy thôi. Mà mày cũng nên vào báo vợ ra ăn uống đi chứ. Ngại gì thì ngại, ra nói chuyện với mọi người lát là quen đâu mà. Người đàn ông cứ ung dung nói, xung quanh mọi người cũng gật đầu. Chẳng ai để ý, chú ngồi đó mặt đã biến sắc. Gã như không tin được những lời người kia nói. Mãi đến lúc người bên cạnh vỗ vai, hắn tỉnh táo trở lại. Ủa, nhà mày làm sao thế? Thôi, mau vào báo vợ ra ăn với mọi người đi. Chú nghe vậy run rẩy trả lời, tiếng nói như lạc đi. Chú nói vậy là sao? Cháu làm gì có vợ? Cháu sống một mình mà. Ủa thế vậy sáng giờ tao có thấy có đứa con gái cũng trạc tuổi mày đó. Lâu lâu nó cứ mở cửa phòng ngủ hé ra, nó nhìn cái rồi xong nó đóng cửa lại. Cho nên chú nghĩ đó là vợ của mày. Ủa thế không phải hả? À, vậy chắc có người tò mò vào trong phòng mày rồi đó. Mau kiểm tra xem có mất mát cái gì không. Chứ ở đây nói thật, cũng hay xảy ra trộm cắp lắm đó. Chuẩn nghe tới đây thì mới hoàn hồn trở lại. Hắn liền gật đầu nghe theo, rồi đứng dậy đi kiểm tra xem thế nào. Người làng cũng hoang mang đi theo vì lo lắng. May mắn khi kiểm tra xong, Chuẩn thấy không mất mát gì thì mới yên tâm. Người đàn ông kia lại nói. Ồ, thế có khi có người tò mò nên vào trong đó xem thôi, chứ không có ý gì. Trời đất, nói gì thì nói chứ sao lại vô duyên như vậy chứ. Vào tận phòng ngủ của người ta như thế. Mấy người xung quanh cũng xì xầm bàn tán. Trái với mọi người, mặt Chuẩn bây giờ đã biến sắc. Gã chẳng biết mình nên vui hay buồn khi trong phòng không mất mát một thứ gì. Có thật ấy chỉ là ai đó vào phòng này để tò mò không? Và tại sao người đàn ông lại nói người con gái đó rất lạ mặt? Nếu là người trong làng thì ông ta phải nhận ra ngay mới đúng chứ. Vậy thì ai là người đã xuất hiện ở trong phòng? Chuẩn bất giác rùng mình nhìn lại phía căn phòng. Gã khẽ nuốt nước bọt rồi quay lại ăn uống với mọi người. Tất cả không ai biết được rằng từ phía phòng ngủ của Chuẩn, cửa đang đóng đột nhiên mở ra. Tiếng bản lề cũ kỹ vang lên kẽo kẹt do Chuẩn vẫn chưa kịp thay. Cửa hé ra một chút để lộ bóng tối bên trong căn phòng. Ở đó còn lờ mờ xuất hiện một người con gái với cơ thể nhờn nhớp, máu me chảy từ trên đỉnh đầu cho tới chân. Cặp mắt của cô ta trắng ẩn, tóc tai bù xù dính chặt vào nhau, nước da trắng bệch không còn tia máu. Cả gương mặt toát ra một vẻ tức giận, rồi từ từ chuyển thành một nụ cười, nụ cười đầy ma mị. Bàn tay cô ta đang cầm cánh cửa kéo nó lại, phát ra tiếng kẹo kẹt, rồi một tiếng cạch, dừng lại, tắt liệm, không gian trở nên im ắng. Lúc này có người ăn uống xong buồn đi vệ sinh, cho nên đi về phía nhà sau. Người này chợt dừng lại, chú ý về phía căn phòng ngủ của Chuân. Anh ta ngờ ngợ như vừa thấy cửa bị ai đó kéo sập lại, tai còn nghe được tiếng đóng cửa. Nhưng nhớ ra Chuân còn ở ngoài thì làm gì có ai ở đây nữa. Nghĩ mình say quá nên nhìn nhầm, anh ta tiếp tục đi. Đi ngang qua căn phòng, anh ta bất giác rùng mình vì cảm thấy hơi lạnh đến tận thấu xương. Mọi chuyện hôm ấy sau đó trở lại bình thường. Mọi người ăn uống no say, ở lại nói chuyện cùng Chuân một lúc rồi mới ra về. Hắn cũng nói chuyện với dân làng hết sức vui vẻ, tỏ ra mình là một người dễ mến hiền hòa, nên chẳng có ai bận tâm về đời sống của hắn quá nhiều. Tất nhiên chuyện hắn đã có vợ chẳng ai hay biết gì cả. Mọi người đã ra về, hắn về phòng để nghỉ ngơi. Nay cũng uống khá nhiều,
cho nên đầu óc quay cuồng, chỉ muốn nằm vật một chỗ. Đóng cửa lại, hắn nằm ườn ở trên giường nhắm mắt đi ngủ. Nhưng chưa được bao lâu, khi vừa chuẩn bị chìm vào cơn mê, hắn giật mình mở mắt khi tai nghe thấy có tiếng mở cửa. Mở cặp mắt dằn lên mấy tia đỏ do cơn say rượu của mình, nhìn về phía trước. Hắn thấy đúng là cửa đã bị bật mở, dù ban nãy đã chốt lại. Tuy có hơi sợ, nhưng Chuân vẫn nghĩ nó bình thường thôi. Hắn đứng dậy, bực dọc thất thểu đi tới cửa đóng lại. Giọng hơi bực tức. Mẹ nó, tí thì quên, mai phải gọi người đến thay luôn cái cửa mới được. Hắn cũng biết cửa phòng đã xuống cấp, nhìn rất cũ kỹ, mà hắn chưa kịp thay, cho nên vì vậy nó mới có thể trật ra khỏi bản lề. Đóng cửa xong, gã quay đầu lại định trở về giường ngủ tiếp thì chợt khựng lại, vì hắn nhìn thấy trong bóng tối của căn phòng, trên chiếc giường có bóng dáng một người đang ngồi. Thế nhưng chớp mắt một cái đã chẳng còn thấy đâu. Hắn liếc ngang liếc dọc xung quanh căn phòng, chẳng còn thấy ai ở bên trong. Gã nghĩ mình nhìn nhầm, miệng là ngà nói. Mẹ kiếp nó, uống nhiều quá qua mắt cả rồi. Nói xong, hắn lại lên giường nằm ngủ. Cơn say khiến hắn không còn bận tâm. Lập tức hắn chìm vào cơn mê. Lần này, giấc ngủ sâu không còn biết gì nữa. Lại một tiếng cạch vang lên. Ngay sau đó là tiếng cót két của bản lề. Cửa hé ra, để lộ bóng dáng một người con gái chặt tuổi của Chuân đang đứng đó, dương mắt nhìn vào bên trong. Không ai khác, đó chính là linh hồn của Luyến. Ánh mắt của Luyến vô cùng tức giận, những dòng huyết lệ chảy xuống trên gương mặt hốc hác trắng bệch. Một lúc sau thì lại biến mất. Cửa lần nữa bị đóng lại, giống tình trạng ban đầu. Ngày hôm sau tỉnh lại, Chuân tắm rửa sinh hoạt bình thường. Lúc đang đứng khởi động thì ở ngoài cửa bất ngờ có tiếng người phụ nữ. Cháu là Chuân mới chuyển đến đây có phải không? Hắn nhìn ra ngoài đường, biết là đang hỏi mình nên hắn gật đầu, giọng lễ phép. Dạ đúng rồi ạ, con chào cô. Cô là... cô tên là Hoàng, nhà ở ngay đầu kia thôi. Chả là hôm qua vợ chồng cô có việc cho nên là không có qua nhà chơi được. Cô là vợ chú Động, chắc cháu còn nhớ. Hắn lục lại suy nghĩ, rồi nhớ ra ngay đó là người đàn ông hôm trước mình qua mời tới nhà chơi. Thì ra ông và vợ có việc đột xuất không có ở nhà, cho nên không sang chơi được. Hắn mỉm cười nói, chân tiến lại gần với cổng nhà hơn. À, cháu nhớ rồi. Dạ không sao đâu ạ. Cô rảnh thì mời cô vào nhà chơi. À thôi, cô còn phải về nấu ăn cho ông ấy nữa, cũng sắp trưa rồi. Cháu chưa có đi chợ gì, thì lát qua nhà cô, cô cho quả bầu về nấu canh ăn cho nó mát. Qua liền luôn nha, không cô đợi. À dạ, đến lát nữa cháu qua. Thôi, giờ qua lấy luôn đi, lát gì nữa. Chuân đành gật đầu, rồi đóng cổng khóa lại đi theo. Qua tới nơi, cô mời Chuân vào nhà, rồi chạy xuống lấy quả bầu, bỏ vào cái bì, rồi xách lên cho Chuân. Đây, cháu đem về nấu canh ăn, ngon lắm đấy, nhà cô tự trồng được, nhà cô cũng chẳng có gì đâu, mong là cháu không có chê. Không, cháu nào có chê đâu ạ. Quả bầu ngon như vậy, cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Cô Hoang mỉm cười, hắn định xin phép ra về, nhưng cô vẫn muốn nói thêm. À mà này, sao cái con bé vợ của cháu xinh như thế mà cả ngày cứ rù rú ở trong nhà, không có ra ngoài nói chuyện với ai hết vậy? Là sao hả cô? Thì cô hỏi con bé vợ của cháu đó. Trời đất, cô mới nhìn cháu một cái thôi là đã biết cháu không phải người bình thường rồi.
mới chuyển tới đây đã mua được luôn cái ngôi nhà đó. Phải nói là chủ cũ là người giàu nhất nhì ở đây đó. Thế chả bảo sao có vợ đẹp như vậy. Chỉ là cô thấy cả ngày con bé cứ rù rú ở trong nhà, lâu lâu mới thấy đi lại ở bên ấy, chưa có gặp trực tiếp bao giờ, cho nên cô hỏi vậy. Có gì không phải, bỏ qua cho cô nha. Cũng như người đàn ông hôm qua, giờ đây cô Hoàng lại mang đến cho Chuân một cảm giác rợn người. Sao lại có chuyện như thế được? Chuân lắp bắp. Cô nói vậy là sao à? Ồ hay cái thằng này, cô nói vậy mà mày không hiểu hả? Thì ý cô là thấy mày qua đồng, mà từ ngày mày chuyển tới đây đó, cô chỉ gặp được mày thôi. Còn con bé lâu lâu mới thấy đi lại ở trong nhà qua ô cửa sổ đó. Mà mày cứ hỏi vậy là sao? Hắn rùng mình lùi lại mấy bước, mặt cực kỳ hoang mang. Vì mới hôm qua người đàn ông cũng hỏi về vợ mình, lại thêm một người nữa. Chỉ là người đang hỏi là người khác thôi. Gã ấp úng. Không, không thể nào. Cháu làm gì có vợ đâu. Cháu tới đây một mình mà. Ủa, không có là sao? Thế thì chẳng lẽ cô nhìn nhầm? Không phải chứ. Rõ ràng cô thấy con bé, nó tới mấy lần cơ mà. Con bé tóc dài tới ngang vai, mặt có vẻ rất xinh gái. Như cô nghĩ thì gương mặt trái xoàn đấy. Cô Hoàng cố gắng nhớ lại, rồi miêu tả cho hắn nghe về người mình đã nhìn thấy. Nghe tới đầu, hắn rùng mình sợ hãi tới đó, vì nó rất chính xác với vẻ ngoài của Luyến. Đối diện cô Hoàng vẫn liền miệng miêu tả, chẳng để ý mặt của Chuân đã tái mét. Hắn thả luôn cái túi đựng bầu rơi xuống đất, rồi bỏ đi trong bộ dạng thất thểu. Bước đi không vững vì quá sợ hãi, bỏ lại cô Hoàng trong nhà chẳng hiểu chuyện gì. Chuân vẫn cứ như thế bước đi chẳng bận tâm. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao đã có đến hai người nói rằng thấy một người con gái xuất hiện trong căn nhà của mình, và liệu đó có phải là Luyến hay không. Hắn vẫn cực kỳ sợ hãi và hoang mang khi trở về nhà. Gã cũng liền chạy khắp nhà để tìm kiếm, nhưng tất nhiên chẳng thấy Luyến đâu cả. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Người trong xóm cũng chẳng có lý do gì để vẽ ra cái chuyện đó để hù hắn. Vậy mọi chuyện là sao? Chuân không thể tự mình giải thích. Quá hoang mang, hắn muốn hỏi chiến hội bạn của mình, nhưng chẳng có cách nào để liên lạc với nó. Hơn nữa Chuân giờ còn chẳng biết chiến ở đâu và đã xảy ra chuyện gì. Ở bên ngoài cổng bây giờ thấp thó một bóng người. Đó là một người phụ nữ đứng ngó nhìn vào bên trong. Người này là cô Hoang. Thì ra cô lại mang quả bầu đem sang cho Chuân, nhưng gọi nãy giờ mà chẳng thấy ai. Định quay lưng bỏ về, nhưng cô dừng lại khi nghe thấy trong nhà có tiếng chân loạt soạt đi ra. Nghĩ là Chuân, cô quay người lại để tiếp tục chờ, miệng nói: Cô mang quả bầu sang cho cháu. Trời đất, cô cho rồi mà lại thả đó bỏ về chứ. Chưa nói hết câu, mặt của cô đã ngạc nhiên khi thấy trong nhà bước ra, nhưng không phải là Chuân mà là một người con gái. Không mất nhiều thời gian để cô nhận ra đó là người mình đã nhìn thấy suốt mấy hôm. Lúc này cô nhìn được gần hơn, thấy vợ của Chuân đúng là rất xinh đẹp, nhưng lại mang một gương mặt rất lạ kỳ. Cô gái bước ra ngoài cổng, chẳng nói tiếng nào, không khí có phần ngột ngạt. Cô Hoàng đột nhiên cảm thấy người mình lạnh toát, tóc gáy dựng ngược, vì cảm giác nó lạnh toát ra từ người cô gái. Mãi một lúc thì cô Hoàng mới có thể cất tiếng. Chào cháu, cô là cô Hoàng ở nhà đằng kia. Cháu là vợ của thằng Chuân có đúng không? Trời đất ơi, con gái nhà ai mà xinh thật đấy. Lúc nãy Chuân nó qua nhà, cậu lấy cho quả bầu mà lại quên mang về, nên cô đưa sang đây nè. Đây, cháu lấy rồi đem về, hai vợ chồng nấu canh ăn, ngon lắm ạ.
trước mặt cô, người con gái mà cô cho là vợ của Chuân vẫn đứng im không hề có chút phản ứng, cũng không cất tiếng đáp lại, làm cô có phần khó xử. Cô ngần ngại nói, cháu cứ nhận lấy đi, đừng có ngại, nhận cho cô vui. Cô Hoàng đưa quả bầu về phía cô gái, nhưng cô ta không hề nhận lấy, mà chỉ đứng im, đưa ánh mắt đầy kỳ lạ nhìn cô. Bất giác cô rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt này, một cảm giác lạnh lẽo hơn đến mấy lần so với lúc đầu tràn ngập. Cơ thể của cô run rẩy, đứng chết chân tại chỗ. Vốn đã thấy cô gái này trong nhà của Chuân đã mấy hôm không chịu ra ngoài gặp ai, cô đã thấy cô ta có điều bất thường. Giờ đây khi đứng đối diện thế này thì lại càng kỳ dị hơn. Đang đứng ngẩn ngơ không biết phải làm sao bởi biểu hiện không mấy thân thiện của cô gái, thì bên tai bất ngờ có tiếng gọi của ai đó. Này cô Hoàng! Cô Hoàng ơi! Cô làm gì đây vậy? Cô Hoàng giật mình tỉnh táo trở lại, rồi quay ra sau lưng xem ai vừa gọi mình. Nhận ra đó là thằng thanh niên trong xóm, cô ngập ngừng nói. Không có gì. Nhìn về ngôi nhà mới có người chuyển tới xong, lại thấy quả bầu trên tay cô. Thằng này biết ngay cô đem qua cho, thì nó nói. Trời đất, cô đem cho người nhà này hả? Sao không gọi người ta ra, mà cứ đứng im một cục như vậy? Cô Hoàng chẳng biết trả lời như thế nào. Thằng kia lại nói. Nãy giờ con thấy cô cứ đứng lù lù một cục ở đây. Chắc phải đến gần chục phút rồi đó, cho nên mới đi lại xem. Cô làm gì mà cứ như người mất hồn vậy? Cô Hoàng ú ớ không biết nói sao. Đoạn sực nhớ ra thì quay lại nhìn cô gái ban nãy. Nhưng cô ta đã biến mất từ lúc nào. Quá hoang mang, cô Hoàng quay lại nhìn thằng thanh niên, nói. Mày có thấy con bé đâu không? Con bé nào cô? Thì con bé vợ của người mới chuyển tới đây đó. Con bé mà ở đây tức thì cơ mà. Làm gì có ai? Nãy giờ có mình cô ở đây mà. Cô Hoàng vẫn chưa tin những gì mình nghe thấy. Thằng kia nói tiếp. Không. Nãy con đi ngang, con thấy cô cứ đứng ngẩn ngơ ở đây. Thấy lạ nên lại xem thôi. Chứ mà cô đứng đây phải tới 1 chục phút rồi đó. Con gọi thì mãi cô mới tỉnh lại. Thật vậy hả? Cô Hoàng vẫn cố hỏi. Thằng kia liên tục gật đầu, xong rồi chào cô bỏ đi. Còn lại một mình, cô hoang mang nhìn vào ngôi nhà. Bất chợt cô rùng mình thêm vì cảm thấy sợ. Chẳng lẽ người cô vừa nhìn thấy không phải là con người, hay đó chỉ là một cơn ảo giác giữa ban ngày mà thôi? Cho dù không gian không lạnh như lúc nãy, nhưng cô bây giờ không rét mà run. Cô không định gọi hắn nữa mà chạy một mạch bỏ về nhà. Trong nhà, Chuân vẫn ra sức tìm kiếm xem Luyến có ở đây không, nhưng làm thế nào thì cũng không thấy có dấu vết gì. Đã qua cơn sợ hãi, hắn vào bếp nấu tạm vài món. Tất cả trở lại bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tới chiều muộn, Chuân vô phòng lấy đồ để đi tắm. Đứng trước tủ đồ, hắn mở cửa ra, rồi tra tay lựa từng cái để chọn ra một bộ mặc hôm nay. Trong bóng tối lờ mờ, Chuân phải căng mắt nhìn, nhưng mãi vẫn không vừa ý với bộ nào cả. Tay liên tục chuyển sang từng cái một, thì chợt dừng lại nắm chặt vào một cái áo. Hắn hơi rùng mình, vì trong bóng tối, hắn thấy cái áo này vô cùng quen thuộc. Nhưng nỗi quen thuộc ấy lại đem đến sự sợ hãi tột độ, vì đó không phải là áo của hắn, mà là của Luyến. Cái áo cô đã mặc vào cái đêm bị bắt đi. Hắn sợ hãi lôi luồn cái áo ra ngoài để xem cho thật kỹ. Đúng vậy, trên tay hắn bây giờ là một cái áo, mà cái áo không khác gì áo của Luyến. Tại sao nó lại ở đây? Hắn cứ như vậy thắc mắc trong sợ hãi, đứng yên tại chỗ, đôi bàn tay run rẩy cầm lấy cái áo, người ngẩn ra vì không hiểu chuyện gì. Bóng tối lúc này càng bao phủ căn phòng,
Mãi Chuân mới hồi tỉnh, rồi tiến tới bật đèn lên cho sáng. Khi đèn được bật lên, ánh sáng đủ để Chuân nhận ra thứ trên tay mình chỉ là một cái áo bình thường. Đó không phải là áo của Luyến giống như hắn đã trông thấy ban nãy. Hắn thở phào nghĩ rằng chắc mình lo nghĩ nhiều quá, cho nên nhìn nhầm thôi. Đặt tay lên lồng ngực thở phào, Chuân mới có thể bình tĩnh, rồi lấy thêm đồ để đi tắm. Gã chẳng hay biết rằng, ở bên trong phòng, cái bóng đèn dây tóc đột nhiên sáng rực lên. Nhiệt độ xung quanh cái đèn làm bằng thủy tinh tăng lên cực kỳ nhanh. Nó dường như nóng quá không còn chịu được, rồi vỡ nát, nghe xoảng một cái. Tuy nhiên âm thanh khá bé, nên Chuân ở ngoài nhà tắm không nghe thấy được. Sau khi tắm xong, Chuân cũng không nhớ được việc lúc nãy mình đã bật đèn trong phòng hay chưa. Gã cướp vô tư đi vào mà không để ý, chân lập tức đạp trúng mảnh thủy tinh, khiến hắn kêu lên gì đâu. Gã coi chân để nhìn xem vết thương thế nào. Máu dưới bàn chân đã chảy đầy ra, phải vội vàng chạy đi chỗ khác để tìm cách cầm lại. Sau một hồi lây hoay, Chuân băng bó xong vết thương rồi đi cà nhắc tới bật đèn. Đoạn mang chổi đến để quét đống mảnh vỡ với tâm trạng đầy bực dọc. Còn chưa kịp làm gì, hắn đã rùng mình sợ hãi khi thấy trong phòng lại là một bóng người đang ngồi trên giường. Bóng dáng lờ mờ, nhưng gã vẫn có thể nhận ra đó là một người con gái với hình hài trông rất quen thuộc. Miệng hắn ú ớ, chân tay run rẩy, mắt thao láo nhìn vào trong phòng, không thốt ra được tiếng nào. Hai lỗ tai lùng bùng khi nghe có tiếng khóc ai oán vang vẳng, âm thanh như từ chốn địa ngục vọng về, bóp nghẹt tâm trí của hắn. Nỗi sợ hãi nhanh chóng bị đẩy nhanh khi hắn thấy cô gái đứng bật dậy chỉ trong một cái chớp mắt. Không dừng lại ở đó, chỉ cần hắn chớp mắt một cái là bóng dáng người con gái đó càng tiến đến gần hơn. Và chỉ vài giây sau, cô ta đã đứng ngay trước mặt. Hắn hoảng sợ ngồi khuỵu xuống. Gã sợ đến đũng quần ướt nhẹp, nước tiểu chảy ra ngập tràn. Gã ngẩng mặt lên nhìn. Bên trên cô gái mặc chiếc áo màu trắng đã ngã sang một màu khác do bị thứ gì đó làm cho lấm lem. Cao hơn nữa là gương mặt đã bị mái tóc xõa ra che phủ mất gần như toàn bộ gương mặt. Gương mặt này chỉ để lộ ra khóe miệng mờ nhạt và cặp mắt đầy u uất nhìn hắn như đang hờn trách. Hắn sợ lắm, sợ đến ba hồn bảy vía bay đi sạch, cả người cứng đờ, ngồi im tại chỗ không còn sức để bỏ chạy. Hai chân không trụ được nữa, hắn thả luôn cơ thể xuống nền nhà. Nhưng đó không phải là chuyện mà hắn quan tâm lúc này. Thứ hắn dồn hết sự chú ý vào là hình bóng người con gái với dáng dốc quen thuộc cùng với gương mặt cực kỳ đáng sợ đang đứng ngay trước mặt. Trong cơn sợ hãi, hắn muốn tìm đường để lấy cơ hội bỏ chạy. Lập tức gã xoay người, nhưng cơ thể cứng đờ không nhúc nhích được. Hắn sợ quá, hai khóe mắt đã chảy ra hai dòng lệ. Những giọt nước mắt muộn màng chảy ra, nhưng đó không phải là nước mắt để tiếc thương cho người vợ mà gã đã từng cất hết lời để bày tỏ sự yêu thương, mà là để tìm kiếm hy vọng bỏ chạy, tìm cơ hội để được sống, để tận hưởng những tháng ngày ăn sung mặc sướng. Đó cũng là những giọt nước mắt tuyệt vọng khi cảm nhận được sự chết chóc đang tới với mình. Không thể bỏ chạy được, hắn liếc mắt tràn ngập sự sợ hãi, nhìn sang một bên để quan sát xem bóng người có còn đó hay không. Cô gái vẫn đứng lù lù ở đó. Hình như cô ta biết gã đang sợ. Tiếng khóc của cô đã chuyển sang tiếng cười, một điều cười ai oán não nề và đầy uất hận. Hắn còn thấy từ trên gương mặt đáng sợ ấy, những giọt nước mắt đang nhỏ xuống. Cười xong, cô ta chẳng để cho hắn kịp suy nghĩ, liền bước tới. Gã thấy người con gái này còn đạp lên đống thủy tinh ở dưới đất, nhưng chẳng mảy may tỏ ra đau đớn
bên trong nhà lúc này vang lên tiếng ú ớ của hắn và tiếng bàn chân người đạp vào đống thủy tinh, nghe răng rắc gai người. Người con gái cứ như vậy tiến sát lại trước mặt hắn. Cảm giác lạnh lẽo từ cơ thể ấy truyền đến càng làm cho hắn sợ hãi hơn. Cô gái từ từ ngồi xuống, hướng gương mặt của mình ra trước mặt của hắn. Hành động ấy làm cho gã sợ đến méo mó cả gương mặt. Trong căn nhà chỉ có ánh sáng lờ mờ của mấy bóng đèn dây tóc. Bóng người con gái vẫn cứ như vậy, ngồi ngay trước mặt hắn. Gió từ bên ngoài thoảng lùa vào, làm cho mái tóc đang che mặt cô ta. Nó tung bay trong gió. Khoảnh khắc ấy cũng là lúc hắn sợ đến mức tái xanh mặt mày. Bởi vì hắn nhận ra người đang ngồi trước mặt mình là ai. Nhưng giờ đây sự xinh đẹp ấy đã đổi thành một nét mặt ma mị, một gương mặt trắng bệch cùng với đôi mắt trợn ngược. Cô ta nhè răng ra cười lên kinh dị. Chuân chỉ biết ngồi im nhìn hành động của hồn ma cô vợ. Một lúc sau, Luyến lấy từ trong bụng ra một thứ bậy nhầy, đưa sát vào mặt mũi hắn. Một mùi hôi tanh xộc ra khiến cho Chuân khó chịu. Gã phải cố nín thở vì không muốn ngửi thấy cái mùi đó nữa. Mắt Chuân cố thế nào cũng không nhắm lại được. Hắn vẫn dán chặt vào gương mặt của bóng ma, vào khóe môi đang nhoẻn ra cười của Luyến. Cô chẳng hề mấp máy, nhưng hắn vẫn nghe được trong lỗ tai mình một giọng nói. Con của mày đó, đây là con của mày đó. Mày giết tao rồi, mày có vui không? Chuân quá hoảng sợ, bây giờ mới có thể cất tiếng run rẩy khi nghe được câu nói vừa rồi. Không, không phải con của tao, không phải con của tao. Luyến nghe được câu nói này thì dừng lại không thể cười được nữa. Hai khóe mắt chảy xuống hai dòng huyết lệ. Luyến bây giờ có là ma cũng chẳng thể ngờ được chồng mình lại khốn nạn đến mức như vậy. Cả con của hắn, hắn còn không thừa nhận. Luyến đã mất đi một cái chết quá đau đớn, quá tủi nhục. Giờ đây cô chỉ còn lại là một hồn ma vất vưởng, mang theo oán niệm mà chính gã chồng bạc bẽo này mang lại. Thế nhưng trong một chút thần trí của một con người bình thường còn sót lại, cô dường như mong rằng hắn đã biết sai, gã sẽ chịu buông bỏ tất cả, ăn năn sám hối vì những gì mình đã gây ra, có thể quay trở lại làm người giống như cô đã từng yêu, đã từng hy vọng có được một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên giờ đây, hắn đã bị tiền làm cho mờ mắt. Ngay cả con của hắn, hắn cũng không thừa nhận. Đó cũng như chính gã đã tự tay ký nhận vào giấy báo tử của riêng mình. Hai giọt nước mắt cô dừng lại, không chảy nữa. Thay vào đó là nỗi căm hận đến tột cùng. Cô siết mạnh bàn tay, cái thứ bầy nhầy kia nát ra, khiến Chuân hoảng hồn muốn đứng tim. Gã dồn hết sức để bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Hắn thấy cơ thể mình cứng đờ khi vừa mới xoay một bên toan bỏ chạy. Hắn ngồi im ở đó, bên tai nghe tiếng cười lạnh lẽo và những âm thanh nguyền rủa đáng sợ. Từ trên đỉnh đầu lập tức có một gương mặt rơi xuống đối diện hắn. Trong căn nhà mới được tu sửa lại, ánh đèn dây tóc xung quanh chớp tắt rồi vang lên tiếng nổ lách tách. Ánh sáng cũng tắt đi lập tức. Đối diện phòng ngủ lúc này chỉ còn lại bóng đen của một người đang ngồi bệt trên nền nhà. Ánh mắt vô hồn trợn ngược lên, chỉ còn lòng trắng, tay cầm lấy vật gì đó khua khoắng. Trong bóng tối, chẳng ai có thể để ý được sự lạ đang diễn ra trong căn nhà. Chuân ngồi im một chỗ, nét mặt ngẩn ngơ không còn chút sắc thái của người bình thường. Hắn liên tục gào thét, vừa khóc vừa cười. Con của anh, đó là con của anh, đó là con của anh. Gã cứ như thế vừa khóc vừa cười cho tới tận sáng.
Ngày hôm sau, mọi mặt báo lập tức đưa tin người dân trong một ngôi làng phát hiện xác chết của một gã đàn ông. Họ phát hiện gã chết trong tình trạng vô cùng kinh dị, cơ thể bê bết máu và chằng chịt những vết thương. Nhưng phía điều tra kết luận nạn nhân vì bị nhồi máu cơ tim mà dẫn đến cái chết. Cô Hoàng, người cùng xóm, khi biết chuyện cũng tự cảm nhận được chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ có liên quan tới sự việc này. Khi phát hiện ra cái xác, nếu không phải đã biết trước đó là ai thì chắc chẳng có ai nhận ra được. Bởi vì trước khi chết, nạn nhân đã trợn mắt há hốc, có vẻ như trước lúc chết hắn đã nhìn thấy những gì đó thật là kinh khủng. Kể từ ấy, cô Hoàng không còn dám tò mò nhìn sang ngôi nhà đã bỏ trống, không ai dám ở nữa vì những tin đồn ma quỷ. Mỗi lần vô tình nhìn sang bên ấy, cô lại rùng mình khi cảm thấy vừa nhìn thấy bóng dáng của một người con gái đứng lấp ló, đôi lúc lại có cả dáng của một gã đàn ông trẻ tuổi đang hướng mắt nhìn qua mình. Qua điều tra, thông tin về Chuân cũng đã được tìm ra, và sau đó là cả một đường dây mua bán phụ nữ qua Trung Quốc để làm vợ cho mấy gã nhà giàu lắm tiền cũng đã bị phát hiện. Tuy nhiên hôm ấy, khi lực lượng công an ập vào trong địa điểm ẩn náu của đám tội phạm, họ phát hiện bên trong có một cái xác của một bà già. Còn đám người canh gác thì giống như trở nên điên cuồng, thì nhau la hét. Nghe tiếng hét, công an hiểu rằng chúng không phải đang cầu xin cán bộ tha cho, mà điên cuồng thống thiết vang lạy một ai đó. Biểu hiện của chúng là những kẻ điên đã mất hết hồn vía. Mấy chiến sĩ công an phải ngẩn người nhìn đám tội phạm la hét trong điên loạn một hồi mới có thể triển khai bắt lại. Sau đó lực lượng công an ập vào một căn phòng khác. Ở đó có sự xuất hiện của một gã đàn ông, có lẽ chính là tên cầm đầu theo như báo cáo. Nhưng hắn đã chết, một cái chết vô cùng đau đớn, trong tình trạng cơ thể chằng chịt, những vết thương lớn nhỏ, gương mặt bị cắt đến không còn có thể nhận dạng được. Đó chính là Chiến, hay còn gọi là Chiến Hụi, kẻ cầm đầu đường dây mua bán phụ nữ này. Tất cả đã bị tóm gọn, kẻ bỏ mạng, kẻ điên loạn. Việc triệt phá đường dây ấy là điều chắc chắn, nhưng phía cơ quan chức năng không hiểu vì sao những tên còn sống hoàn toàn trở nên điên loạn, cứ la hét như thể cầu xin sự sống từ một ai đó, theo như những lời được chúng thốt ra từ trong miệng. Sau đó từng tên một ra đi mà chẳng ai biết nguyên nhân gì. Những cái chết thật là kỳ lạ. Vụ án khép lại trong vô vàn câu hỏi, mãi mãi không có một câu trả lời nào thích đáng. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Lòng Lan Dạ Quỷ, tác giả Thiên Tường. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc.